Hi, xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ sử dụng cà chua, một đại cà chua như thế này để cắt thành hình hai bông hoa hồng. Mình sẽ tỉa nó thành hình hai bông hoa hồng nha. Nên mình sẽ dùng cả cái túi này, sau đó mình sẽ đặt một đôi vít chắc. Lisa. Quản lý cũ của bác Lê hay là quản lý cũ của hắn? Ủa rồi hối nợ hắn à? Đẹp không? Đẹp. Đâu bảo nhìn xấu than nó phải trắng như trắng như vậy. Sẽ nhúng giáo đi. Ta thì nhúng cái sắc lên xuống như thế này. Ba đi xa hàng cầu cào. Rồi hàng nữa hả? À. Nhiều mà chị đâu tôi mới không xài nhiều. Tính tưởng quản lý ngày sau khi mình đã có thử xéo không nhé, cắt tít chắc tít chắc. Cô Nam đang múc chắc tít 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 tít. Được rồi ạ. Thank you.
chị làm bêm khó gọt hơn nữa. Ừ. Ta cho chị làm bêm nó khó gọt hơn nữa. Rồi. Bao nhiêu lượng thì chạy đây. Tao cắt xuống cái vỏ thì tao không thể nào cắt xuống được. Thật bằng lên đơn. Trời ơi. Mẹ tao sẽ không tin được điều này. Sẽ qua đây tiếp tục bỏ cái ruột của cái này đi. Hai cái lá ngon đấy nhá. Nó đi đó, đi đó, đi đó đi. Đó hỏi để tìm được tất cả. Trời ơi, được cái chú có thể ra nè ơi. Sẽ cắt bỏ phân của một cái cá chua này đi. Anh nhìn chưa hỏng mong muốn nè. Anh nhìn chưa hỏng mong muốn nè. Đi làm chính hứng. Đấy có phải làm pha chị làm chị đẹp nữa. Từ cà chua như thế này. Tiếp tục tỉa. Bỏ phân thịt cà chua thừa. Mi cho tao mượn hóa cá chua của Mi một xí thôi, một xí thôi. Cái hóa cá chua của Mi á, mượn một chút thôi. Để ta lừa vào bên tạm biệt mọi người, bye. Hẹn gặp lại mọi người video sau, bye bye.